Tại sao xe tăng Nga đội nón sắt ở chiến trường Ukraine? Trong bối cảnh chiến sự căng thẳng ở Ukraine, các xe tăng T-80 của Nga đã được nhìn thấy ở chiến trường Ukraine với một chiếc nón sắt đặc biệt trông kỳ quái. Cái nón sắt này để làm gì vậy nhỉ? Theo quan sát, có thể đây là một loại giáp bảo vệ phía trên xe tăng Nga. Giáp loại này ngày càng xuất hiện nhiều trên xe tăng Nga trong vài năm gần đây. Và dường như sáng kiến này chủ yếu nhằm mục đích bảo vệ xe tăng trước các cuộc tấn công từ các máy bay không người lái có vũ trang. Nón sắt là một phần của xu hướng cải thiện khả năng phòng thủ rộng rãi hơn cho xe tăng Nga. Có thể được rút kinh nghiệm từ sự tàn phá do bom đạn được phóng từ máy bay không người lái trong cuộc xung đột năm ngoái ở Nagorno-Karabakh. Theo quan sát, chiếc nón sắt cũng có thể có một số khả năng làm giảm hiệu quả của một số tên lửa dẫn đường tấn công hàng đầu hiện nay. Nón sắt cấu trúc dạng lòng hoặc tấm chắn nói trên được bổ sung trên đỉnh tháp pháo của xe tăng Nga là các cấu trúc kim loại thô, rõ ràng là nhằm mục đích bảo vệ, chống lại các cuộc tấn công từ phía trên trực tiếp, tức là phần yếu nhất của giáp xe tăng. Theo truyền thống, việc bảo vệ xe tăng tập trung vào hai bên sườn và phía trước của thân xe và tháp pháo. Mặc dù nón sắt này ngày càng được nhìn thấy nhiều hơn trên xe tăng Nga, nhưng dường như vẫn chưa có bất kỳ tiêu chuẩn hóa nào về mũ sắt này, cho thấy công việc này có thể đang là một thử nghiệm hoặc là một cải tiến kỹ thuật chưa được áp dụng rộng rãi. Một số nhà quan sát cho rằng chiếc nón sắt gắn trên đỉnh xe tăng này là một sáng kiến kỹ thuật nhằm chống lại các mối đe dọa gây ra bởi tên lửa dẫn đường chống tăng tiên tiến như Javelin tấn công từ trên cao và hiện đang nằm trong tay Ukraine. Chức năng chính của nón sắt là có khả năng bảo vệ chống lại bom, đạn do máy bay không người lái phóng đi và các miễn bom đạn. Ngoài ra, các cấu trúc kim loại của nón có thể gây trở ngại cho trình tự kích nổ của các loại tên lửa chống tăng có điều khiển. Trong trường hợp của Javelin, chiếc mũ sắt có thể làm giảm hiệu quả của đầu đạn song song của nó, được hẹn giờ đặc biệt để đánh bại giáp phản ứng nổ. Ngay cả khi cái nón sắt không chặn hoàn toàn một tên lửa như Javelin, nó cũng có thể làm giảm xác suất tiêu diệt của tên lửa. Javelin chỉ là một mối đe dọa, còn có những tên lửa chống tăng khác ít phức tạp hơn mà những nón sắt thô sơ này cũng có thể cung cấp một số biện pháp bảo vệ để chống lại. Có vẻ như Nga gần như chắc chắn đang rút ra bài học từ cuộc xung đột ở Nagorno-Karabakh. Khi lực lượng Azeri sử dụng máy bay không người lái Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, được trang bị vũ khí dẫn đường chính xác MAML và các vũ khí khác để chống lại các lực lượng Armenia. Các loại vũ khí như MAML hoặc thậm chí là súng cối và lựu đạn nhỏ hơn không được cung cấp năng lượng nhưng có thể có tác động tàn phá ngay cả đối với áo giáp hạng nặng, đặc biệt là khi được sử dụng với số lượng lớn. Một động lực khác đằng sau việc lắp các nón sắt lên xe tăng Nga có thể là do lo ngại các loại bom, đạn, Harop do Israel sản xuất cũng được sử dụng ở Nagorno-Karabakh. Vấn đề làm thế nào để bảo vệ các lực lượng mặt đất, chống lại tất cả các loại bom đạn rình rập và các máy bay không người lái phóng đạn loại nhỏ là một vấn đề ngày càng trở nên quan trọng ngay bây giờ. Điều đáng chú ý là giống như Javelin, cả máy bay không người lái TB2 và bom đạn MAML đều đang được biên chế cho Ukraine. Rõ ràng, chúng là những mối đe dọa cao cho các xe tăng của Nga. Ngoài ra, các lực lượng Ukraine đang ngày càng tăng cường sử dụng các máy bay không người lái nhỏ hơn, đơn giản hơn, bao gồm cả các drone quadcopter được trang bị đạn cối thích ứng và các loại đạn tải trọng nổ khác để tấn công các lực lượng của Nga. Ngoài lớp bảo vệ kiểu lồng sắt ở phía trên, gần đây người ta còn thấy các xe tăng của Nga được trang bị các loại giáp chống cháy khác, bao gồm các tấm chắn kim loại áp xung quanh thân và gắn ở phía sau tháp pháo. Những vật dụng này gợi nhớ rộng rãi tới các loại cấu trúc được trang bị cho xe tăng Liên Xô để bảo vệ chống lại các loại vũ khí chống tăng trong chiến tranh thế giới thứ hai. Các loại áo giáp tương tự cũng xuất hiện thường xuyên trong các cuộc xung đột dân sự đang diễn ra ở Libya và Syria, chủ yếu để ngăn chặn các cuộc tấn công từ các loại đạn chống tăng có chất nổ cao, đặc biệt là các loại đạn được bắn từ súng phản lực chống tăng cỡ nhỏ RPG. Loại áo giáp này cũng trở thành chủ lực trong cuộc chiến ở Iraq. Như blogger quân sự Petri Makela đã nhận định trên trang Vantage Point North của mình, xe tăng Nga cũng được cho là đã được gắn thêm những thứ trông giống như áo giáp phản ứng nổ bổ sung, được gắn không phải trong các phân đoạn giống như hộp thông thường
mà thay vào đó là trong các bao cát nhỏ được gắn trên một khung nhẹ xung quanh của xe tăng. Chúng thường được sử dụng kết hợp với các nón sắt nói trên và sẽ cung cấp một mức độ bảo vệ cao hơn trước các đường đạn tiếp cận từ phía bên hông. Các biện pháp bảo vệ tiên tiến hơn dành cho xe tăng của Nga cũng tiếp tục được tăng cường, bao gồm các hệ thống bảo vệ tích cực như SH-TORA, một hệ thống điện quang nhằm làm gián đoạn thiết bị chỉ định laser, và máy đo laser giúp nhắm mục tiêu của các tên lửa chống tăng có điều khiển và các loại đạn khác. Theo Makela, một lượng nhỏ xe tăng T-90M và T-72B3 mới nhất có hệ thống bảo vệ tích cực, có thể đánh bại hầu hết các tên lửa chống tăng và đạn chống tăng nổ cao HEAT di chuyển chậm hơn. Theo báo cáo, một hệ thống bảo vệ tích cực khác bao gồm một bộ phát nhiệt có thể được gắn trên ống thở của xe tăng, tạo khoảng cách xa hơn so với xe tăng và dường như dùng để làm mồi nhử hoặc gây nhầm lẫn cho các đầu dò nhiệt của các tên lửa chống tăng có điều khiển. Tuy nhiên, trong khi áo giáp SLAT, giáp phản ứng nổ và các hệ thống bảo vệ tích cực đều đã được nhìn thấy trước đây, thì nón sắt hay lồng sắt trên tháp pháo là điểm mới lạ nhất. Hơn nữa, bản chất của những công trình này cho thấy chúng đã được phát triển ở cấp độ đơn vị như một sáng kiến cải tiến, thay vì được cung cấp như một khuôn mẫu bởi các đơn vị bảo trì hoặc các nhà máy sản xuất vũ khí. Một số lồng sắt thậm chí còn chưa được sơn, Makela viết, trong khi thô sơ, những hệ thống trông có vẻ hiệu quả một cách hợp lý. Tất cả các điều trên nói lên nỗ lực nhanh chóng để thực hiện biện pháp bảo vệ bổ sung xe tăng Nga, đặc biệt là các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Sự xuất hiện của chiếc lồng sắt này có thể là kết quả của một chỉ thị khẩn cấp kêu gọi các giải pháp mới để chống lại những gì rõ ràng là mối đe dọa bất đối xứng và ngày càng gia tăng. Nếu thành công, có khả năng chúng ta sẽ bắt gặp nhiều nón sắt hơn trên đầu tháp pháo của các xe tăng Nga. Mặt khác, việc Ukraine trang bị TB2 và các máy bay không người lái vũ trang khác cũng như tên lửa Javelin có thể làm chậm bước tiến của quân đội Nga sẽ là dễ hiểu nếu ta trông thấy xe tăng Nga đội nón sắt xuất hiện rộng rãi hơn trên chiến trường Ukraine. Cuối cùng, sự phổ biến của các biện pháp phòng thủ kiểu tùy cơ ứng biến này hoặc các biện pháp bảo vệ tăng cường trên các xe tăng cũ của Nga đã phản ánh tốc độ chậm chạp của các chương trình hiện đại hóa thiết giáp của nước này. Đáng chú ý, chương trình xe tăng T-14 Armata thế hệ mới có tháp pháo không người lái, giáp thụ động cải tiến và hệ thống bảo vệ chủ động nhằm mục đích đánh bại các tên lửa chống tăng có điều khiển và tên lửa chống tăng bộ binh đã bị trì hoãn và số lượng dự kiến bị cắt giảm. Tổng thống Putin khi điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan hôm 17 tháng 3 năm 2022 đã nêu một số yêu cầu của Nga để đạt thỏa thuận hòa bình với Ukraine. Bốn yêu cầu đầu tiên mà Tổng thống Nga đặt ra không quá khó để Ukraine đáp ứng. Đầu tiên, Nga muốn Ukraine chấp nhận là nước trung lập và không xin gia nhập NATO, điều mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng thừa nhận gần đây. Ba yêu cầu khác của Nga bao gồm Ukraine cam kết giải trừ quân bị để không trở thành mối đe dọa đối với Nga, bảo vệ tiếng Nga tại nước này và phải tiến hành phi phát xít hóa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nghĩ gì về những chiếc lồng sắt trên các chiếc xe tăng của Nga? Hãy bình luận mình dưới. Hãy comment dưới video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye!